Thi công trần nhựa giả gỗ bằng tấm lam sóng Hàn Quốc thì làm như thế nào? Có dễ thi công không? Hãy cùng Kim Hoa tham khảo ngay công trình ngày hôm nay nhé. Trước tiên thì chúng ta cần thi công một hệ khung xương treo trần bằng sắt hộp 50 x 50. Vì công trình lam sóng Hàn Quốc dùng con ke inox nên mình sẽ cần thi công thêm thanh đà gỗ dọc theo khung xương. Để mà khi lắp tấm ốp thì mình sẽ bắn đinh trực tiếp lên phần thanh đà gỗ này giúp tấm ốp được cố định và chắc chắn hơn. Đối với các công trình sử dụng hệ khung xương. Các anh chị lưu ý là bôi keo lên phần khung xương luôn. Điều này giúp đảm bảo phần liên kết giữa tấm ớt và khung xương được chắc chắn, cũng như là không bị lãng phí keo nha các anh chị. Làm sóng Hàn Quốc thì có hệ thống hèm khóa bên hông nên lắp đặt khá là dễ dàng. Chỉ cần gai phần hèm âm cho khớp vào hèm dương là được. Sau đó bắn đinh cố định vào vị trí thanh đà là đã xong rồi. Trường hợp chiều dài thanh lam sóng không đủ thì mình cứ thực hiện nối như bình thường một gợi ý cho các anh chị là vị trí nối nên là nằm ngay giữa hệ khung xương có như vậy thì phần nối sẽ chắc chắn hơn các anh chị cứ tiếp tục thực hiện khi xong phần lắp làm sóng là được tấm ốp làm sóng Hàn Quốc này có trọng lượng nhẹ dễ thi công màu sắc thì vừa đẹp vừa sang nên dạo gần đây đang rất được ưa chuộng ngoài mẫu tấm ốp nhựa giả gỗ hôm nay thì còn sở hữu một bảng màu đa dạng cực đẹp luôn nha các anh chị đảm bảo là sẽ có màu mà các anh chị thích ở công trình này sẽ lắp máy lạnh công nghiệp nên là anh em thi công chưa lại một ô vuông sẵn để sau này lắp máy lạnh sẽ thuận tiện hơn. Cuối cùng để hoàn thiện công trình thì chúng ta dùng thêm nẹp gốc âm để che đi phần tiếp nối giữa tường và trần. Ngoài nẹp gốc âm thì các anh chị vẫn có thể dùng thêm phào cổ trần cho vị trí này nha. Tùy gu của mỗi người thôi nè. Thi công nẹp thì đơn giản quá rồi, chỉ cần bôi keo vào mặt sau và bắn đinh cố định là xong công trình thi công trần nhựa giả gỗ bằng tấm hấp lan sóng hàn quốc như vậy là đã xong rồi các anh chị cho em nó được mấy điểm ạ à? cảm ơn đã theo dõi video tôi là kim hoa đến từ cosmot việt nam